cô chú anh chị ngon. Chúc cô chú anh chị buổi chiều thứ tư vui vẻ bên gia đình và có bữa cơm gia đình thật là ngon miệng cô chú anh chị. Đây cái chảo đất, đây là cá nục của chú anh chị, cá nục kho chiên sơ mình kho chú anh chị, nó rất là ngon ha chú anh chị thấy không. Rất là ok, cá nục kho cả. Cô chú anh chị nhé, đăng ký kênh, chia sẻ và like, nhấn chia sẻ giúp cô chú anh chị để em có động lực em làm những cái video sao thật hay và đặc sắc hơn cho cô chú anh chị xem. Cô chú anh chị có những cái ý kiến hay, cô chú anh chị cứ mạnh dạn đóng góp cho em để em xem những cái ý kiến của chú anh chị để em hoàn thiện cái kênh của mình và có những video tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn cho cô anh chú anh chị xem. Em kết thúc video ngắn tại đây. Mến chào cô chú anh chị và chúc cô chú anh chị có chiều thứ tư thật ngon miệng bên gia đình.